Xin chào tất cả các anh em, lại đến với video clip bán hàng của kênh Phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Thì hôm nay shop Phụ kiện đi rừng Thanh Tấn sẽ giới thiệu đến anh em mẫu giò cắp xe bãi mà một số anh em thì có nhu cầu mua mẫu hàng này rất là cao. Thì để giới thiện cho việc mua bán thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại này. Một cái video clip như thế này chúng tôi có thể đăng tải trên Zalo, Facebook, YouTube hay là một cái nền tảng nào đó. Nhưng anh em xem á thì mình cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại vào cái thời gian làm việc. Chúng tôi là nhận gửi hàng toàn quốc bằng đường bưu điện nha. Nhắc lại gửi hàng toàn quốc cho nên là anh em điện tới mình đừng có tốn thời gian là hỏi có gửi đến nay cho tôi được không, thì chúng ta bỏ qua câu hỏi đó nha, để đỡ tốn thời gian. Đó, anh em cứ điện hai số này là chắc chắn là nó sẽ không bị sót cái đơn hàng của mình. Đó, gửi hàng toàn quốc nha, các anh em được xem hàng trước khi trả tiền đó, nói trước vậy luôn cho nó tiện. Bất kỳ một món hàng nào ở shop Phụ kiện đi rừng Thanh Tấn bán ra thị trường đều được cho anh em xem hàng, xem thỏa thích trước khi trả tiền đó. Cái bộ giò cáp xe bãi ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến anh em là một bộ như thế này, là gồm 7 chân nha. Nói chậm lại nha, một bộ như thế này là 7 chân, 7 cái chân đồng, 1 2 3 4 5 6 7 nha các anh em, 7 chân đồng. Nói chậm nha để nhiều anh em nghe không rõ đó. Tất cả là được nhuộm màu cỏ khô hết nha, chỉ trừ cái phần dây suốt là nó dây siêu bền màu đen thì mình phải chịu thôi đó. Anh em thấy chưa, cáp thì nó cũng màu lá khô luôn nha. Cáp này là cáp xe bãi, còn xe bãi là như thế nào thì tí nữa nói sau nha. Chân này chân bằng đồng nha, dây là dây dù nhật, dây này rất là mềm đó, rất là mềm để bảo đảm là các anh em khi cắm xuống cái mặt đất á, thì là cái dây giường này nó nằm sát đất, tránh đi cái tình trạng là chim nó đi ngang nó không mắc giò mà nó dấp cái dây đó làm cho nó quảng hồn đó. Anh em đánh cu mà ghét nhất là cái dây này mà nó cứng nè, cái dây này mà sử dụng mà cái dây cứng là thua, dây cứng cắm xuống là nó cứ cong thế này nè, nó không có nằm sát được, cái tính ngụy trang nó rất là kém. Rồi bỏ qua sẽ nói đến chi tiết đó để anh em biết giò cáp xe bãi là như thế nào đó. Đây là một cọng giò hoàn chỉnh này đó, cọng giò này là chưa ráp vô này, chúng tôi sẽ cho anh em xem để anh em từ từ mà đó, anh em thấy chưa, tôi đang phóng to nó lên này. Cái này là chân đồng nha, chân bằng đồng đó, anh em xem nha. Mình xem video clip rồi thì khi mình mua hàng thì mình không cần phải tốn cái thời gian mà hỏi lại cái người bán là cái đó nó thiết kế như thế nào, kiểu cọ nó như thế nào. Trả lời cái câu hỏi đó làm như nó dư thừa, tốn thời gian của anh em lắm nha. Mà thực tế là chúng tôi bán hàng như thế thì không có đủ cái thời gian để mà diễn tả hết cho anh em nghe một cái câu hỏi như thế đó. Thì anh em mình xem hết video clip rồi mình hãy có cái sự lựa chọn mua hàng đó. Khi điện đến anh em chỉ cần báo đến cho chúng tôi là tôi muốn lấy 2 bộ 3 bộ 5 bộ 10 bộ gì đó. Đó, chúng tôi quan tâm đến cái vấn đề đó. Còn mọi thứ là chúng tôi đã nói rất chi là rõ trên cái video clip này rồi thì mình đâu cần hỏi lại chi nữa, đúng không anh em? Đó, cái khoen này là khoen bằng đồng nha. Khoen này là khoen bằng đồng, còn cái dây cục này là dây siêu bền nha. Dây siêu bền thì nó mới chịu lực được. Đó, còn cáp này là cọng cáp, này là cọng cáp xe bảy. Cáp lụa xe bảy rất là mịn đó anh em, dòm tôi phóng to lên này. Đó, rất là láng, không có chỗ dấp nào hết nha, rất là láng để đảm bảo là cái khoen này nó trượt ở trên đây rất là nhạy. Đó. Rồi chưa? Đó, anh em xem kỹ ha. Bây giờ đến phần giải thích cáp xe bảy là như thế nào để cho anh em nó hiểu. Nhiều anh em mới vô nghề chơi thì nhiều khi người ta không hiểu. Đây, cáp xe bảy nghĩa là có bảy cộng cáp xe thành lại một cộng. Anh em hiểu vấn đề chưa? Cáp này rất nhuyễn cho nên là cũng khó xem. Đây, đây là một cọng giò hoàn chỉnh mà tôi mới vừa tách ra, dùng kìm cắt đôi ra xong rồi tét nó ra cho anh em xem. Đó, thì nó là có bảy cộng ở trong. Đó, được chưa? Đó,
có bãi cộng ở trong như thế này, gọi là cáp xe bãi. Đó, nói như vậy là anh em hiểu ha. Đó, bãi cộng xe lại thành một cộng. Nó cái kỹ thuật này thì cáp này nó rất là nhuyễn cho nên rất là khó xe, cho nên là giá thành của cái giò cáp xe bãi là nó cao nha các anh em. Nó cũng thuộc là loại là hàng cao cấp, cho nên là anh em nào mà có nhu cầu mua cái giò này thì mình cũng em cũng nói luôn, giá cả của nó là cao nha. Còn anh em nào mà có nhu cầu mua một bộ giò giá rẻ thì thôi mình không cần điện, để thắt công điện nó tốn tiền điện thoại của anh em. Đó. Đó, bởi trước khi bán thì em cũng nói luôn, giá giò cáp xe bãi là nó cao, do là cái cáp của nó quá nhuyễn, xe lại với nhau thì nó rất là khó. Đó, nó phải tốn thời gian, nếu mà xe không kỹ là nó bị đùng bị cốc. Đó, là nó không có tạo được một cái bộ giò là đẹp mắt, tính thẩm mỹ cao cho anh em được nha. Đó, anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ gửi hàng toàn quốc. Đây là giò cu cáp xe bãi nha. Đó. Rồi anh em mua hàng thì mình cứ alo trực tiếp đến hai số này. Đó, chúng tôi sẽ gửi hàng đến cho các anh em trên toàn quốc. Đó, để anh em mua hàng. Đó, ngoài ra thì anh em có thể có những cái phụ kiện khác, như là chúng tôi cũng có bán lợp này, nhưng mà lợp này đặt lâu lắm. Đó. Rồi là khoáng này. Khoáng cho chim cu gái nè, hạt mằng ri nè, hạt cỏ thái nè. Đó, lo điều khiển từ xa 200m. Đó, liều ngụy trang, quần áo ngụy trang để chúng ta bẫy cu, lồng hai ngăn này, rồi là lồng tròn đó, lồng tròn mà đầu rồng cánh dơ rồi vân vân, chúng tôi rất là nhiều mẫu. Thì các anh em cứ vào trong cái trang chủ của kênh phụ kiện đi rừng Thanh Tấn này, anh em cứ vào YouTube này hoặc là Facebook, anh em đánh cái dòng chữ này phụ kiện đi rừng Thanh Tấn vô là nó ra liền, hoặc là anh em tra trên cái ô tìm kiếm đó, hai số điện thoại này, thì anh em sẽ tìm thấy những cái sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh. Đó, chúng tôi sẽ gửi hàng toàn quốc cho các anh em bằng đường bưu điện. Nhắc lại là các anh em được xem hàng trước khi trả tiền, nó đúng sản phẩm mình mua thì mới phải trả tiền nha. Rồi xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip mới nhất. Rồi, chúc các anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ. Đó, rồi xin chào, hẹn gặp lại.